Mấy này lù mù quá nè em ơi, em đang dọn sắp xong, dọn qua chỗ mới luôn. Có gì mai mốt rảnh em lên quay. Máy mấy ngày giờ nhiều lắm mà em đâu có đi được đâu. Sẵn hôm nay đi kiếm xe cẩu á. Sẵn vô bãi quay luôn. Con này bị nứt nhẹ ở đây xíu nè chị. Bãi chỗ này. Em coi nhớ chưa? Này là X35 nha anh chị, máy Thái nha. Máy Thái nhưng của Nhật y á. Nhớ còn được. Ok. Đừng có đen là được anh chị nè, anh chị nhìn vô trắng không? Đừng đen được. Máy này không biết nhiêu tiền đâu. Sới nó gì sơn. Bây giờ cái này nó đi bằng này thêm hai cái sới lên anh chị, nó tạt này qua nó nè, buộc có lý rồi, cái này nó hơi xét xét chứ, cái này tâm lớn nha anh chị, X35 thường thường X35 25 tâm lớn nhỏ quên ta, 25 35 tâm lớn hết rồi, nhiều lắm, máy nhiều lắm, nãy trên kia nhiều lắm em cũng không quay nó lâu quá. Mấy nay đồ nhiều lắm chị, mấy nay nó xả công rồi một cái nghẹt luôn. Mà em không biết rẻ mắt, em nghĩ chắc rẻ anh chị. Tự nhiên nó nhiều quá, ai đâu mua hết. Quá trời luôn. Em đi kiếm xe sẵn đi dọn đem quay cho anh chị xem. Rồi, anh chào không?